Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi nhỏ dùng để đựng phụ kiện cho bé xinh xắn như thế này. Ở trên miệng túi mình có may một hạt nút để cho cái phần miệng túi nó không bị rộng quá nè, nó sẽ giữ phụ kiện ở bên trong được chắc chắn hơn. Viền túi thì mình có viền lại các cái họa tiết sò đều nhau và viền xung quanh cái phần bầu này. Ngoài ra thì có thêm sợi dây để bé đeo tiện lợi hơn. Thì đối với mẫu túi này mình có nẹp một phần cước ở bên viền túi để cho cái phần túi của mình nó được cứng cáp hơn nha. Đây, mẫu túi như thế này. Dụng cụ mình gồm sợi thô trơn. Ở đây mình dùng màu đỏ để móc phần thân và một ít màu nâu dùng để móc phần viền và dây. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim bằng hoặc là lớn hơn sợi len một chút nha. Đây, đầu kim của mình với sợi len nó sẽ như thế này. Ngoài ra còn có kéo cắt len, một ít ren để trang trí cho phần thân túi và một đoạn cước nhỏ. Mình dùng cái đoạn cước này để nẹp cái phần viền túi để cho túi của mình được cứng cáp hơn nè. Và cái độ dày của cái sợi cước này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 2mm nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc thân túi trước. Ở đây mình có móc sẵn một bên thân túi như thế này. Thì tùy vào kích thước mà các bạn mong muốn cho cái phần thân túi của mình. Ở đây mình làm túi tầm khoảng một bàn tay nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một phần thân túi tương tự như vậy. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút từ cái sợi len màu đỏ đô này. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì cái đoạn nút đầu tiên này các bạn sẽ tạo cho mình một đoạn nút nhỏ để khi ta móc cái phần phía dưới này nè, nó không có bị rộng ở cái lỗ này nha. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích dài 20 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Sau khi móc được 20 mũi móc xích liên tiếp với nhau, các bạn tiếp tục móc lên thêm 2 mũi móc xích nữa. 1, 2, móc vào chân móc thứ 20 một mũi kép đơn. Thì lưu ý cho mình khi móc mũi kép đơn các bạn nhớ móc chặt tay vào để cái phần túi của mình nó không có bị rộng nha. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng ta móc được một mũi kép đơn. Tiếp tục móc thêm cho mình 6 mũi kép đơn vào chân móc này nữa để ta được 7 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nha. Mũi kép đơn thứ 2. Mũi kép đơn thứ 3. Mũi kép đơn thứ 4. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Và mũi kép đơn thứ 7. Khi đã được 7 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc thứ 2 của cái dây móc xích đầu tiên này nè. Móc tiếp vào cái chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Thì khi móc lưu ý cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Thì lúc này cái mũi móc xích cuối cùng ta có 7 mũi kép đơn nè, nó sẽ không có bị quá rộng để tạo cái lỗ hở nha. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Thì sợi len thừa khi giấu vào trong mũi móc nó sẽ như thế này nè. Đây, khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Chân kế bên này cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng.
Thì sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho đến chân móc đầu tiên của cái cụm 7 mũi ở phía dưới nè. Đây sẽ là chân móc đầu tiên. Móc cho mình đến cái chân móc sát chân móc đầu tiên nha. Đến đây nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc đầu tiên của cụm 7 mũi phía dưới, móc cho mình vào cái chân móc này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Chân móc thứ hai của cụm 7 mũi cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Chân thứ ba cũng tương tự, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Làm tương tự cho mình bốn chân móc kế tiếp của cái cụm 7 mũi này. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc được đến chân móc thứ 7 của cái cụm 7 mũi phía dưới thì như vậy là mình đã nhân đôi lên được cái cụm thứ 7 này nè, thành 14 mũi ở phía trên. Thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên của cái vòng tròn này một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự như cái hàng móc phía dưới. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân bên cạnh cũng một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến khi ta gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới đầu tiên nè. Đây là mặt phải của hàng móc. Đây là mũi móc có hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Ta sẽ móc đến chân móc sát chân móc nằm chính giữa nè. Đây, chân nằm chính giữa, hai chân cùng chân phía dưới, chân nằm chính giữa thì ta sẽ móc đến chân móc sát chân móc nằm chính giữa nha. Thì đây là mặt trái của hàng móc nè, ta cũng nhìn tương tự hai chân móc cùng chân phía dưới. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc sát cái chân móc này nè. Đây, hai chân cùng chân phía dưới ta sẽ móc vào cái chân móc sát bên. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, các bạn sẽ thêm mũi vào đây cho mình. Tức là ở chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Chân kế bên sẽ không nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, mặt trái ta sẽ khó thấy mũi móc. Đây là mặt phải của hàng móc nè.
chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới. Các bạn sẽ thêm mũi vào đây, móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì như vậy là mình đã móc được xen kẽ nè, một mũi kép đơn xen kẽ với hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này cho đến khi ta được 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn nha. Tức là cái mũi chụm cuối cùng nó sẽ nằm ở hai chân móc cùng chân phía dưới cuối cùng của cái cụm 7 mũi á. Cũng móc xen kẽ một mũi kép đơn vào một chân móc và cái chân móc tiếp theo sẽ là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc được 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn thì ở nửa vòng cung này ta đã thêm được 7 mũi móc. Và 7 mũi móc này cũng thêm vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Tiếp tục móc cho các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng móc. Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư cũng tương tự như hàng móc thứ ba, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới đầu tiên của cụm 7 mũi nè. Ta sẽ móc đến chân móc sát bên nha. Đây, móc đến chân móc sát bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đến chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới đầu tiên, cũng tương tự ta cũng thêm vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân móc kế tiếp sẽ không phải là chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Ở vòng móc này chân kế bên nữa cũng không nằm chính giữa, các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Khi được hai mũi kép đơn vào hai chân móc liên tiếp thì cái chân móc tiếp theo, chân thứ ba sẽ nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Các bạn cũng tương tự móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ở hàng móc thứ tư này ta có hai mũi kép đơn mỗi chân móc, xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Nó khác với cái vòng thứ ba là một mũi kép đơn, xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chụm xen kẽ với hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Và cũng móc cho mình vào cái chân nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới á, ta cũng thêm mũi tương tự. Tùy vào kích thước của mẫu túi mà các bạn mong muốn, ta có thể thêm nhiều hàng móc nữa, thêm mũi tương tự cho mình. Thì ở đây cái mẫu túi này mình thêm 5 hàng móc tổng cộng nè. Và cái cách tăng mũi ở cái vòng cung này nó cũng tương tự. Cái hàng thứ ba ta có một mũi xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì hàng thứ tư ta có hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân móc. Hàng thứ năm các bạn sẽ tăng lên cho mình một mũi, tức là ba mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nha. Và cách thức tăng mũi cũng tương tự, tăng ở chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Như vậy là ở mỗi vòng cung ta sẽ tăng được 7 mũi móc và 7 mũi móc này nó sẽ nằm ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, tất cả các cái vòng ta đều tăng được 7 mũi. Thì mình hoàn tất được một mặt của phần thân túi nè. Sau khi hoàn tất được phần thân túi thứ hai bằng với cái phần thân túi thứ nhất rồi, đây, thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len.
Bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại miệng túi, tạo một cái khoảng để cài nút ở đây và nẹp cước viền lại toàn bộ thân túi. Ta sẽ tiến hành viền lại một mặt túi trước. Đây, viền lại cái viền này của một mặt túi trước. Ở đây mình sử dụng sợi len màu nâu để viền lại miệng túi. Thì ở sợi len màu nâu này các bạn sẽ chừa ra cho mình một đoạn len tầm khoảng 5 cho đến 7 phân để mình có thể giấu len thừa vào trong mũi móc dễ dàng hơn nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần thân túi nè. Kéo len qua chân móc và móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp sẽ là chân móc của cái hàng móc kế bên này nè. Ta sẽ đâm kim vào đây và móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng tương tự là chân móc này, các bạn cũng đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi móc đơn. Khi móc ta cũng trực tiếp giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc nè. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân bên cạnh cũng tương tự, móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Ở sợi len thừa của phần thân màu đỏ này nè, khi móc các cái mũi móc viền cuối cùng này các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn. Thì mình vừa viền hoàn tất được một phần thân túi. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái thân túi kế bên nè. Đây, ta cũng tương tự đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái thân túi bên này. Móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa nối được hai đầu thân túi lại nè. Đây, thì phần thân túi của mình khi chập đôi lại nó sẽ như thế này. Và hàng móc mặt phải này nó sẽ phân biệt được đây là mặt phải của cái phần thân túi nha. Tiếp tục chân kế tiếp của phần thân túi này ta cũng móc tương tự như cái hàng móc của cái phần thân túi còn lại. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi viền được một nửa thân túi bên này thì cái chân móc tiếp theo, chân nằm giữa của phần thân túi này sẽ là cái xích đầu tiên mà ta gây nên nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một khoảng trống để ta cài nút ở đây, cài vào phần giữa của miệng túi á. Móc vào cái chân móc nằm chính giữa này một mũi móc đơn. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 8 mũi móc. 1 2 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp tục móc vào chân móc mà ta vừa móc mũi đơn, móc thêm cho mình một mũi móc đơn nữa. Thì như vậy là mình vừa tạo ra được khoảng trống để cài nút nè. Các chân móc còn lại của nửa thân túi này cũng móc tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc cho đến chân móc cuối cùng nha. Khi gặp cái sợi len thừa nè, các bạn móc cũng giấu cho mình vào trong mũi móc. Như thế này nè, giấu vào trong mũi móc. Ở chân móc cuối cùng cũng móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Thì ta vừa viền được miệng túi thứ hai, tạo khoảng trống để cài nút nè. Các bạn gặp đôi cho mình hai thân túi này lại. Đây. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên mà ta móc mũi đơn để viền á, móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc tạo phần miệng túi. Móc lên một mũi móc xích. Thì phần miệng túi của ta được hình thành nè. Và có thêm một phần cài nút ở đây.
Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp cước cho phần thân túi. Tiến hành quay ngược đầu móc lại, sau đó sử dụng cho mình một đoạn cước dày khoảng 2 mm để mình viền lại cái phần thân túi này. Tiến hành đưa sợi cước vào viền của túi. Thì chân móc đầu tiên ta bắt đầu móc sẽ là chân móc cuối cùng của phần miệng túi nè. Đây, đâm kim cho mình vào miệng túi của cái thân đầu tiên này. Đồng thời tiếp tục đâm kim vào chân móc đầu tiên của miệng túi kế bên để hai chân móc này song song và nẹp cái phần cước này vào trong hai chân móc. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Đây, song song như thế này và móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp của miệng túi đầu tiên, đồng thời đâm kim vào chân móc thứ hai của miệng túi thứ hai nè. Các bạn sẽ đâm kim song song vào hai chân móc như thế này. Đồng thời đưa cước vào chính giữa và móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ ba của mặt túi đầu tiên và đâm kim vào chân móc thứ ba của mặt túi thứ hai. Đâm kim song song vào hai chân móc như thế này. Nẹp sợi cước vào chính giữa, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của mặt túi đầu tiên và chân kế tiếp của mặt túi thứ hai. Đâm kim vào hai chân móc song song với nhau, sau đó nẹp đoạn cước này vào trong chân móc, móc vào đây một mũi móc đơn. Thì ta đã nẹp được cái phần cước vào trong thân túi nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ở cái phần vòng cung bầu phía dưới này, các bạn cũng móc tương tự cho mình. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta không thêm mũi ở đây nha. Các bạn cứ làm tương tự cho mình giống như các chân móc mà ta vừa móc. Cũng đâm kim song song vào hai chân móc liên tiếp nhau. Sau đó nẹp đoạn cước vào và móc vào đây một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi viền được đến cuối hàng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ tiến hành dùng tay canh chỉnh cho mình cái đoạn cước này với cái thân túi, kéo căng cái đoạn cước này ra để cho cái phần thân túi của mình nó được đều hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền phần thân ngoài để tạo họa tiết sò cho viền túi. Quay ngược đầu móc lại và tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2 móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Sau khi móc được hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì ở cái phần thân túi các bạn tiến hành bỏ qua cho mình hai chân kế bên và móc vào cái chân thứ ba. Ta sẽ móc vào chân thứ ba này một mũi móc đơn. Ta tạo được họa tiết sò đầu tiên của phần thân túi. Từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn hai mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Tương tự bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Ta được họa tiết sò thứ hai cho phần thân túi. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn.
Ta được họa tiết xò viền thứ 3. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình họa tiết xò này, viền tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cũng móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi đơn 2 mũi kép đơn. 1 2 Bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ 3 một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc vào chân móc cuối cùng này cho mình một mũi dời. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích để cái sợi dây móc xích này có đủ độ dài cho bé đeo chéo hoặc là đeo thẳng cũng được nha. 1 2 3 4 5 Sau khi móc được một sợi dây móc xích dài như thế này thì tiếp tục móc cho mình vào cái đầu còn lại của miệng túi nè. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa này vào trong mũi móc. Sau khi giấu len xong, các bạn tiến hành cắt cho mình hai đầu cước thừa, may một hạt nút ở đây để mình có thể cài lại phần miệng túi. Mặt trước trang trí thêm một họa tiết nơ như thế này cho phần túi thêm xinh xắn. Ở hai đầu đoạn cước, các bạn sẽ dùng keo chích cho mình hai giọt vào hai bên để cho phần cước của mình nó được chắc chắn hơn nha. Như vậy là mẫu túi đựng phụ kiện cho bé hoàn tất. Chúc các bạn thành công!